Xin chào quý các bạn, trên tay mình là điện thoại Sky A860 bị vỡ kính, đang là chờ thay mới kính màn hình tại di động cao cấp.vn. Di động cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay màn hình cảm ứng trên Sky 860. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay màn hình, không hướng dẫn tháo lắp thay mới màn hình Sky 860, mà chỉ giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Sky 860 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Những câu hỏi cơ bản như tôi ở xa, tôi muốn sửa điện thoại Sky 860 có được hay không, phải làm như thế nào, hoàn toàn được. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Các bạn ở xa, chúng tôi sẽ chuyển màn hình Sky 860 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi tôi thay mới màn hình Sky 860 thì có sẵn hay không, đến có thay luôn được hay không, hay phải chờ đợi lâu? Đến là thay luôn được, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua có thể thay mới được màn hình Sky 860 tại di động cao cấp.vn. Sau khi thay mới màn hình Sky 860 thì bảo hành bao lâu? Bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Khi tôi thay màn hình Sky 860 thì các linh kiện khác trên máy có bị ảnh hưởng hay không? Thì không hề bị ảnh hưởng, tất cả linh kiện khác trên máy không bị ảnh hưởng vì nó tách biệt ra khỏi các linh kiện khác. Khi tôi thay màn hình cho Sky 860 thì có mất hết dữ liệu hay không? Thì cũng không mất dữ liệu, quý vị các bạn thì đến là thay mới được luôn, không mất bất cứ cái gì trên máy quý vị các bạn. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng trên Sky 860. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, tư vấn rõ hơn các thắc mắc của quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Sky 860. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0963434534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Sky 860 hàng đầu này.